mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Hồi nhỏ tôi cũng là một bé gái thông minh lanh lợi khả ái. Nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật quân quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tinh anh, nhóm tinh hoa anh tài. Song dù tôi có dự vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó khăn. 11 tuổi dậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị quỷ dung, tâm lý hầu như bị nam hóa, tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà khi đi trên đường. Mỗi khi thiên hạ dòm, họ không phân rõ tôi là nam hay nữ. Thêm phần tôi nói năng rỗng rãng, ngôn hành cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi, nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang, đúng theo mốt thời thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí khó coi. Thời trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi trụy và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng mạnh. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát, là phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại dần rủi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà cả ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình, dâm ngữ, thốt toàn lời tục tiểu, thấp hẹn. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục, kể thuật các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng mới nhờ gia đình tôi càng phong kiến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả, tìm nếm vả cấm hay vượt rào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sức láo, ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay, khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện, xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đậu đại học, nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai chi, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói, tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó, tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay cốp bài. Có lần bị bắt gặp, suýt nữa thì hỏng việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn, thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu, tệ. Chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh, cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả stress, giải tỏa áp lực như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan,
mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu, khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê. Nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, song hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn trở ngại. Đi đâu cũng đụng phải người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao, nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạt. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến 20 mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chứ bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên kia thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết, vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hàng đa dục không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu muộn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút, đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi ru rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi, nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất, vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng dướng vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ, mà nếu có thì họ chỉ muốn đùa bỡn lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi gặp toàn giận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tài vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng cổ chờ may mắn đến. Đâu biết rằng tất cả vận tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót, nên tôi được may mắn gặp Phật pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ, chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu dời dần rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thề từ đây vĩnh viễn dứt trừ tà dâm, không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa sét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh truyện phim dâm quế trong điện thoại di động. Ở trước Phật, tôi long trọng phát thệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm nghiêm nhặt. Thật là tôi chỉ mới giới dâm trong vòng một năm ngắn ngủi thì tướng mạo dần thay đổi, đến độ bạn bè xúm nhau hỏi tôi: "Có phải bạn đã đi mỹ viện chỉnh dung?" Khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía cái câu tướng do tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng khâm nhận giỏi và có được lực tập trung rất mạnh. Trí nhớ cũng phát huy, tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hanh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm. Cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành, bởi tôi đã hiểu trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy trước Tam Bảo, tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân và kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm thì tôi gặp một người yêu lý tưởng,
một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng. Tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin, cấp trên thường cất nhắc đề bạt cho tôi thăng chức. Vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Việc đến đây, tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đã gia trì. Vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác thành thiện đó, tôi mẹ gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra, giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành. Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ân sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dâm. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc an vui, may mắn tốt lành ngoài sức tưởng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động chân thực nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những gì có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình, cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã tu hết can đảm để viết ra trung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp thiện lành trong mỗi chúng ta. Phật tử 20.